Khi đeo chiếc còng trên tay, đứng chụp ảnh cùng tang vật là chiếc xe máy. Có lẽ nghi phạm Huỳnh Thanh Nhã, 35 tuổi, ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã hiểu rằng vụ làm ăn vừa rồi hoàn toàn thua lỗ. Không có người đi cùng mà lại muốn trộm xe, nghi phạm Huỳnh Thanh Nhã đã phải bỏ tiền thuê người chở đi trộm. Cuối cùng, xe thì chưa bán được mà người thì đã vào đồn công an. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2023, thông tin từ công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm Huỳnh Thanh Nhã cho công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 5, do cần tiền mua ma túy và tiêu xài, nên nghi phạm Nhã thuê người chở đến thành phố Mỹ Tho với ý định tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, nghi phạm Nhã phát hiện xe máy để bên đường, không người trông coi, chìa khóa cắm sẵn trên xe, nên liền lấy trộm chiếc xe rồi chạy về tỉnh Bến Tre. Công an thành phố Mỹ Tho đã liên hệ với lực lượng phối hợp của công an huyện Châu Thành cùng công an các đơn vị có liên quan, nhanh chóng phân công lực lượng tổ chức tuần tra, truy bắt được nghi phạm Huỳnh Thanh Nhã cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại thị trấn Châu Thành. Theo hồ sơ, vào đầu tháng 5 năm 2023, cùng với thủ đoạn tương tự, nghi phạm Nhã đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy khác cũng tại địa bàn thành phố Mỹ Tho.